chào đến toàn thể các bác làm vườn. Chúc các bác một buổi chiều vui vẻ nhé. Hôm nay thì một cái kiện hàng này rất nhiều về để phục vụ các bác làm nông nghiệp. Thì như các bác nhìn trên màn hình đây này, em đang cầm cái sào của cái mẫu kéo 5m, một cái dòng kéo đầu dập. Cái sào đợt này là sào đặt nhá, rất chi là đẹp luôn. Đi cùng với một cái kéo thì một bộ đầy đủ của nó sẽ theo một cái đầu dập như này. Cái đầu dập này thì nó sẽ kèm theo một lưỡi cưa rời này. Cái đường hoàng của nó các bác có thể cắt được đường 3 phân, dòng kéo SK5. Đấy, mẫu kéo rất là chất lượng. Đây, cái kéo này thì các bác sẽ cắm vào cái đầu xào như này. Rất nhiều video em chi tiết tới các bác rồi. Ở cái đánh 9 này thì bên cơ sở em tiếp tục giảm cho tất cả những cái sản phẩm nhé. Đây là một bộ kéo xào giặt này. Cái bộ này cái giá đợt trước của nó là 700. Thì ở đánh 9 này bên cơ sở em đang giảm giá là còn 600.000 trên một bộ. Dùng cho các bác giật cành, rong cành cây cao, miễn phí ship trên toàn quốc nhé. Và tiếp theo là tới cái thùng hàng ở trong này. Hôm nay thì dao Mỹ bên cơ sở em Thảo đã về rồi đấy nhé. Đây là những con dao Mỹ dài này. Con này nó làm cái dòng dao đa năng các bác ạ. Tất cả công việc thì các bác đều cần. Đấy, đây là em mở một con cho các bác xem nhé. Đây, các bác sẽ mở cái phần tay ra như thế này. Dòng dao Poling. Đây, con dao Mỹ nhé. Các bác khi đóng vào này, hãy ấn cái cạnh này vào, đóng vào. Đấy, rất là ok nhé. Đây là con dao Mỹ, cực kỳ là đẹp luôn. Nó nằm trong cái hộp như thế này các bác này. Đây là những cái hộp của nó nhé. Hôm nay cái kiện hàng này nhà em về rất là nhiều, đủ các loại luôn. Đăng tải một chút để các bác này mình nắm bắt được. Trong cái tháng 9 này thì bên cơ sở em Thảo vẫn cứ tiếp tục giảm giá tới các bác tất cả những cái sản phẩm nhé. Cây. Mỗi một cái dụng cụ thì sẽ vào một cái, đây là dịch ruồi vàng, đây là cái loại nhử ruồi vàng đấy, rất là nhiều, thơm cực kỳ luôn. Đây là nhử ruồi vàng nhé. Đấy. Và với một cái dụng cụ khác em xem nào, những cái dụng cụ này thì bên cơ sở em Thảo sẽ phục vụ toàn bộ cái dụng cụ làm nông nghiệp, làm vườn. Một cái hộp đồ rất là đẹp đây. Đây là các bác này. Đây là cái bộ kéo khoanh 5 chi tiết hôm nay bên cơ sở em Thảo lại về nhé. Cái dụng cụ này rất là cần thiết đối với các bác khoanh cây. Nếu như các bác mà làm cây ăn trái thì chắc chắn là các bác phải cần một cái kéo khoanh. Cái này nó sẽ có 5 chi tiết lưỡi, tùy chỉnh theo mức độ của các bác. Các bác lắp lưỡi lưỡi lông, lưỡi sâu nhá, lưỡi dao đều có hết để khoanh cây. Một cái kéo khoanh này giá của nó là 250.000, miễn phí ship trên toàn quốc các bác ạ. Đây là cái dòng kéo khoanh 5 chức năng nhé. Đây các bác nhìn cái đường màng của nó này. Đây là chiếc kéo này các bác này. Chiếc kéo này rất là dày dặn nhé, đẹp, tay cầm này. Cái này em đã đi khoanh cho các bác xem rồi đấy. Các bác có thể khoanh được đường kính lên tới hàng 10cm luôn. Đây là chiếc kéo khoanh nhé. Đi theo 5 lưỡi này các bác này. Với cái số lượng của bên cơ sở em Thảo thì rất chi là nhiều để phục vụ các bác nhìn mình. Đấy, còn cạp nữa. Cạp rất chi là nhiều. Hôm nay em lại về cạp. Ui, cạp ở dưới này rồi. Cạp đen nhé. Cạp đen sử dụng trong công việc làm cây của các bác. Đây, xong đi. Các bác sẽ gập ngang như này vào. Và khi các bác xem được video này, đây là những cái dụng cụ trung bình. Các bác mà muốn xem nhiều cái đồ cao cấp của bên cơ sở em Thảo, ví dụ nhất như là những cái dụng cụ đồ Nhật Bản cao cấp nhé, thì em Thảo để một cái đường link ở dưới cái video này chuyên về đồ Nhật để dành cho các bác sưu tầm. Ở kênh đồ Nhật thì sẽ là em Thảo đồ Nhật đấy. Các bác vào đồ Nhật để sưu tập những cái dụng cụ đắt tiền. Còn riêng kênh em Trường Thảo thì sẽ đăng tải tới các bác những cái dụng cụ phổ thông nhất, những cái phổ thông hàng ngày. Đây là cái kéo khoanh bánh xe này các bác này. Kéo khoanh bánh xe này nhá, rất nhiều bác cần. Còn đây là cạp. Hôm nay thì cạp các loại luôn này các bác này. Cạp làm cây bonsai. Ngày nào bên cơ sở em Thảo cũng về rất nhiều để phục vụ các bác nhà mình nhé. Đây là cây cạp tròn. Đấy, giá của mỗi cây cạp tròn này thì giá các bác mà mua thì em Thảo các bác biết rồi, 350.000 một cây cạp này nhé. Miễn phí ship.
Đây là cái phiên bản cặp đầy đủ nhất nhé. Nếu như các bác mua cặp nó sẽ có hai loại, một loại dày và một loại mỏng. Nhưng mà riêng cơ sở em Thảo thì chỉ cung cấp một loại dày đẹp như này thôi. Đây là cặp. Cái video này thì Hàm vừa mới về, em muốn quay chi tiết một chút để gửi cho các bác nhà mình. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Các bác xem đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem được thật nhiều dụng cụ của bên cơ sở em Thảo qua những đoạn clip ngắn này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.